Chào bà con, chào các bác. Hôm nay Phương Bò review cặp bò Seriphon nhé các bác nhé. Sự là cặp bò này thì em đã về cách đây 1-2 hôm, nhưng mà em cũng chưa nói giá bán các bác ạ. Vì thực tế ra là những con bò như này nuôi nhìn đã sướng rồi các bác. Đấy, nó quá đẳng cấp luôn. Đây, con bò mẹ của nó này. Đây, thật sự đẹp tuyệt vời luôn nhé. Nếu để nói cái dòng này, nếu mà các bác mà tuyển được, chọn được những con giống nó đẳng cấp như này thì rất là thích luôn. Đây, con của nó đây. Con này là con kem Pháp nha các bác nhé. Nhưng mà nó rất là đẳng cấp luôn. Vì cái dòng này của nó nước sữa thì khỏi phải suy nghĩ luôn các bác nhé. Đây, con này là được 3 tháng 5 ngày nha các bác nhé. Đây, nhưng mà để nói là nhìn như những con bò khác nó phải tầm 6 tháng các bác. Đây, quay cho các bác nhìn. Đấy, nói thì các bác có thể là không tin, nhưng mà thực tế ra nó là như vậy nhé. Đấy, con này nay mai các bác làm lái lền đẳng cấp luôn. Chân tay to, cao dài. Đấy, rất là vip luôn nhé. Đấy là riêng con của nó, đây con mẹ nó này. Quá đẳng cấp luôn. Chân móng này, móng sò nha. Bầu sữa nó này. Đấy, riêng cái dòng này thì sữa này gọi là đẳng cấp luôn các bác. Em quay chi tiết để các bác xem và tham khảo nhé. Đây, đuôi dài chấm đất luôn. Ăn thì vô đối các bác ạ. Con bò này thì bò mẹ đẻ sang lứa thứ 3 nhé các bác nhé. Đây, chuồng hơi tối, em định mai em mới quay cho các bác xem, nhưng mà buổi tối rảnh rỗi cho bò ăn nên là lại cho quay lên cho các bác xem và tham khảo này. Đấy, dòng Seriphon nhé các bác nhé, đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, con này thì chiều cao nó rơi tầm cửa gần 1,5 m nhé. Đấy, 570 cân hơi. Đấy, đẹp long lanh luôn. Đây các bác nhìn. Riêng cái loại này mà nó đang nuôi con nó đã như thế này, nếu cái dòng này mà nó khi nó có chửa to to gần đẻ thì nói các bác là câu là nhìn nó phải tầm chắc là phải mát 7 tạ. Quá đẳng cấp luôn. Em đứng rất là xa quay hết nó. Con này thì là con là được 3 tháng 5 ngày. Đấy, còn con bò mẹ thì là mới bắn tinh được qua chu kỳ. Đấy, gia đình chia sẻ nhé. À, những con bò này thì thực sự này để mà nói là nhìn đã thích rồi. Đấy, dài, cao dài như cái thuyền, em phải đứng cách xa mấy mét em mới quay được hết nó luôn. Đây các bác nhìn. Đây này, đứng rất xa mới quay được hết bò. Nó quá đẳng cấp luôn. Đây còn các bác nhìn, còn a kìa. Con bằng con nhà người ta 6 tháng. Đấy, quá đẳng cấp luôn, đẹp tuyệt vời luôn nhé. Đấy, cặp bò này thì thật sự là nó quá vip luôn. Nếu mà bác nào mà mua được những cái dòng giống như này thì khỏi phải suy nghĩ luôn. Thực ra là em muốn để lại con này là để xem một chu kỳ nữa, xem nó có đi giống trở lại không. Đấy, thì gia đình chia sẻ là được qua một chu kỳ và hơn 5 ngày rồi, thì chỉ tầm hơn chục ngày là các bác biết nếu nó mà đi giống trở lại thì là không được, và nó mà không đi giống trở lại thì là đã được giống. Thật sự cặp bò quá thích luôn, càng ngắm càng thích luôn các bác. Mua những con bò như này về nuôi nhìn đã sướng, đẹp long lanh luôn. Đúng là tiền nào của đấy các bác. Hoa cao dài, nhìn cả mẹ con. Con rồi này. Vip luôn nha các bác nhé. Đấy, nói bảo con bi này hơn 3 tháng chắc nhiều bác ấy nghĩ là em nói trêu, nhưng mà thực tế là gia đình chia sẻ như vậy nhé.
quá đẳng cấp luôn. Mùng như cái mùng luôn, cao dài. Con này nay mai làm lái lên thì khỏi phải suy nghĩ luôn. Con mẹ nó đẳng cấp như này thì các bác mà nó con có con làm sao mà nó không đẳng cấp được. Cái đầu mặt của nó này. Seriphone nó rất là đẳng cấp đấy các bác. Nhưng mà nó phải là dòng chân tay to cao dài này nhá các bác nhá. Đừng có mua cái con bò Seriphone nhưng mà là nó lại chân nó như cái tăm thì các bác cũng không nên mua. Sự là quay con bò này nhưng mà em rất thích luôn nói các bác. Vừa quay vừa nhìn ngắm nó thật càng ngắm càng thích luôn. Cao dài như cái thuyền, đứng gần không quay được hết được bác. Đứng rất là xa mới quay được hết của nó. Đấy. Cách xa mấy mét mới quay hết của nó nhé. Đẹp long lanh luôn, không một lỗi vết gì luôn. Đấy, mua những con bò như này về các bác nhìn là sướng rồi. Đấy. Nay em rảnh thời gian nên là muốn quay cả bò lên để cho các bác xem và tham khảo. Đấy. Quá tuyệt vời luôn các bác. Mua những con bò giống như này nhìn dắt ra dắt vào nó cũng sướng. Quá chất lượng đỉnh cao luôn. Cặp bò này thì cũng đã bán rồi nhé. Bác gửi mai mới chuyển đi đây. Đấy, những cặp bò quá đẹp. Toàn loại mông to háng rộng. Đấy, ba bê gây lái này, đẳng cấp này, đẻ rất là chuẩn luôn. Các bác nhìn mông. Đấy. Đây còn con nó này, nhìn này. Con của con ba bê. Quá VIP luôn. Bác nào mà yêu thích hàng Seriphone đẳng cấp thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Quá VIP 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 luôn nhé. Đẹp long lanh. Sự quá tuyệt vời luôn. Nếu để nói những cặp bò như này các bác nhìn đã sướng. Bác nào mà thiện chí thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Chào các bác.